Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa phản đảng đang phải đối mặt với các chỉ trích. Hãng tin One American News Network vào hôm 16 tháng 2 đưa tin cho biết rằng hầu hết các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ việc kết tội Tổng thống Trump trong phiên tòa luận tội ông hiện đang phải đối mặt với các chỉ trích và kỷ luật. Trong đó, Ủy ban điều hành đảng Cộng hòa tại tiểu bang Louisiana đã đồng ý bỏ phiếu để kỷ luật khiển trách thượng nghị sĩ Bill Cassidy ngay sau khi Tổng thống Trump được tuyên bố trắng án. Trong một bài đăng lên Twitter, đảng Cộng hòa Louisiana cũng lên án ông Cassidy và cho biết họ đã bỏ phiếu để kết tội ông. Sau đó, vào hôm 15 tây tháng 2, thượng nghị sĩ Pat Toomey cũng bị một số lãnh đạo ủy ban đảng Cộng hòa của tiểu bang ở các hạt Legend, Center, Laurent, Washington và York kỷ luật. Trong một tuyên bố, các quan chức quận Legend lưu ý rằng quyết định kết tội một tổng thống đã rời nhiệm sở của thượng viện là sai lầm về mặt hiến pháp. Họ cũng lên án lá phiếu của ông Toomey là trả thù cá nhân. Trong một email vào cuối tuần qua, chủ tịch đảng Cộng hòa của tiểu bang Maine cũng đã trình bày cho biết một cuộc họp có thể diễn ra vào cuối tháng này. Ở đó, các nhà lập pháp sẽ quyết định bỏ phiếu khiển trách thượng nghị sĩ Susan Collins. Bên cạnh đó, thượng nghị sĩ Nebraska Ben Sasse cũng đang phải đối mặt với một chỉ trích và đang chờ xử lý của Ủy ban Trung ương đảng Cộng hòa của tiểu bang. Tại Utah, một bản kiến nghị chỉ trích Mitt Romney cũng được lan truyền trên mạng xã hội. Bản kiến nghị cũng nói rằng ông Romney đã làm xấu mặt tiểu bang, đồng thời cáo buộc ông đã ưu tiên lợi ích cá nhân và chính trị của mình để chống lại Tổng thống Trump trước hiến pháp. Vào tối ngày 15 tháng 2, đảng Cộng hòa ở Bắc Carolina cũng đã bỏ phiếu kỷ luật thượng nghị sĩ Richard Perr. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Lisa Murkowski, người đã bỏ phiếu ủng hộ kết tội cựu tổng thống, vẫn chưa phải đối mặt với bất kỳ động thái chỉ trích công khai nào. Tuy nhiên, việc bỏ phiếu chống lại ông Trump có thể gây ra hậu quả vào năm 2022 cho bà Murkowski, người sắp tái tranh cử ở tiểu bang Alaska. Trước đó, vào hôm 7 tây tháng 2, nói chuyện trên chương trình radio The Cast Roundtable do John Katsimatis tổ chức trên WABC 770 AM, ông Rich Morris, cựu cố vấn của Tổng thống Bill Clinton, cho biết rằng bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào phản đối cựu Tổng thống Donald Trump và bỏ phiếu cho bản luận tội của ông ấy sẽ không có cơ hội tái đắc cử trong kỳ bầu cử tiếp theo.